sáng ngoại đi móc bọc, và chiều về ngoại phải đạp trên một cái chiếc xe đạp đi kiếm. Ngoại cứ nói là ta phải đi kiếm con Duyên. Chị Duyên ơi, thì vẫn còn khoảng vài mươi mét nữa thôi. Thì em với Phong với chị đã tới nhà của mình. Thì bây giờ chị có nhớ đường vô nhà của mình không chị? Nhiều năm đó tôi già quên hết đường. Quên hết rồi. Cái con đường này so với ngày xưa có khác nhiều lắm không chị? Ngày xưa đường này chưa rõ trắng nhựa đâu. Ngày xưa là đường đất, chưa đất nhiều vậy. Đường đất, đá có chỗ lõm ha, lõm đá trồi lên cục lõm lõm lõm. Đâu chị chỉ nhà chị ở vị trí nào đây chị giúp em. Chứ? Thật sự là 20 năm là một cái khoảng thời gian khá là dài. Toàn sang. Đâu vậy? Đâu đâu? Hút. Hút rồi. Hút hả? Hút rồi. Và cái cả nó đã thay đổi, cái cảnh nó thay đổi và đường xá rồi nhà cửa làm lên nó thay đổi rất là nhiều. Giờ chính là thật ra là chị Duyên sinh năm 89 chứ không phải là chị Duyên ha. Dạ. Chị đang liên hay kiếm nhà mình kìa. Kiếm này là cái cầu đó, em thấy cái cầu không? Qua cái cầu luôn chứ. Không. Cái chợ mà trong ký ức của chị á, đó là cái cửa hàng Bách Hóa Xanh. Mà bây giờ thì rồi tới chưa? Lúc mà chị có nói với em là có cái trại cưa gì em quên mất tiêu rồi. Úc Đo. Dạ. Úc Đo. Úc Đo hả? Dạ. Lúc chị đi thì cái trại cưa đó vẫn còn. Nhưng mà bây giờ thì cái trại cưa đó đã là cái tiệm Bách Hóa Xanh rồi. Trời ơi, một cái âm thanh gọn cả một cái xóm. Tới rồi, tới rồi. Bye.
Thì lên nó về ngoại đi. Cho đứa thì lên ngoại nha. Không, anh vô đốt nha thì không. Đốt nha lại đi. Cảm ơn quý vị ha. Sao cho nó về chung. Vậy sao mà về mình nên về cũng không có muốn chợ. Về mình về sao mà còn sống không chị về. Không biết mình về với chị tiền. Đốt ngoài đi. Nói cái gì cũng ra ngoài đi chị. Ngoại con về rồi, con đi nhà. Ngoại con không về. Vậy chị nói cho ngoại nghe đi. Con về nhà, ngoại không thấy con. Mất hiểu không? Ngoại trẻ cũng được về không? Câu chuyện chia sẻ như thế này nè chị Duyên, em của chị có nói rằng là ngoại ngày xưa khi mà hay tin chị mất tích thì hàng ngày sáng ngoại đi móc bọc và chiều về ngoại phải đạp trên một cái chiếc xe đạp đi kiếm. Ngoại cứ nói là ta phải đi kiếm con Duyên. Và đến khi mà cái ngày mà ngoại của chị ra đi mãi mãi thì bà vẫn nhắc đến chị. Đây, đây là mẹ của chị nè, nhìn đi, nhìn kỹ đi. Dạ. Thấy mẹ sao? Mấy năm rồi, 20 mấy năm chứ không phải là 13 năm, đúng không cô? Đi từ lúc 10, đi từ lúc lớp 6 là 13 tuổi, năm nay là 34 tuổi, 21 năm rồi. Tại vì đó, nó bỏ nó là cho bà ngoại nó từ nhỏ đó. Tại đó đi lấy chồng khác rồi. Nó lo cho con cũng được. Ông bà ngoại nó đi chết tại vì nó gầm nhất. Rồi hỏi chị nó kìa. Nó hỏi má với ba đi kiếp. Dì quên em thôi. Chị Duyên thắc mắc là lúc mà chị Duyên 21 năm bỏ xứ đi qua Campuchia thì 21 năm qua bà ngoại như thế nào ạ? Ngoại nhà nó chắc chứ chè. Bà đi xe kéo qua, bà kéo về bữa ngày nào bà cũng đi lên chợ bà kìm tìm cháo cho nó. Mà bà tìm hoài không thấy. Chứ vô lần cũng đâu có nhờ có cái hộ khẩu này nhập bên bà ngoại đó mới nhập cho nó mới có giấy tờ chứ ngay cũng không có. Bà thương nó cỡ đó. Rồi bà nghĩ nó cũng chết rồi bà không có nhập rồi, vậy. Nghĩ chết rồi đâu có nghĩ giấy đâu vậy mà bà còn nhập vô hộ khẩu vô cho nó nên nó mới có giấy tờ mấy cái tên nó mới có chứ lần gia đình gì không. Rồi không có hộ khẩu nhập vô của bà ngoại. Có nghĩa là khi mà bà ngoại còn đi kiếm Duyên vẫn không gặp
Thì bà vẫn nhập cái tên của cậu, Duyên, nhập, chị Duyên nhập vô hộ khẩu luôn. Dạ. Nhập vô hộ khẩu luôn. Bởi vì cái tên của nó có trên cái còn hoài trong cái tên chứ không đâu. Chứ bà không như bà theo người ta là người đàn bà ngoại khác là nói giấy tờ nó đâu có đâu. Bà ngoại nó thương nó mà thấy đến đổi không có nó mà bà cũng lấy cái tên khai sinh của nó là đi nhập hộ khẩu cho nó. Thấy nghĩ đâu có là nghĩ nó còn sống đâu, tưởng đâu nó đi là tưởng đâu nó mất tiêu luôn rồi. Đi hồi phút nó có mười mấy tuổi đó mà nó đi theo bạn bè mà nó đi không biết đường nó về luôn. Đâu có nghĩ rằng nó bị vậy đâu. Giờ nhìn thấy bà ngoại rồi, tâm niệm của chị như thế nào? Nói lên đi. Không nói được. Đã kiếm nó hoài luôn, bà nhớ bà nó, bà thương nó. Năm nữa. Gần tới xã Tam ngoại rồi nè. Tháng 6 này nè. Bà quên chi nó, chi nó điện cho ông bà. Bà chi là nói là chi đó. Thật ra thì bây giờ chị rất là xúc động và không thể nào nói được nên lời. Thì chắc mình sẽ cho chị một vài phút động lại đi. Mẹ con có tâm sự gì, tâm sự ấy. Rốt nhà ngoại chưa? Được rồi. Ngoại chết chưa đầy được năm nữa. Bà lầu em gấp đi đó, cũng còn gắt hoài luôn đó. Nhà nào cũng mở gấp một trước hết chưa. Bà ngoại thương cháu dữ ha. Dạ. Không có. Ăn lẽ này bà gác ha, rồi mà không có ấy ha, bà cũng gán bà nhập ha. Khúc đó gia đình nghèo khổ đâu, không có nạo khẩu. Mấy làm người ta làm là phạm chú. Rồi sau này bà ngoại bên đây là bà ngoại bà mới cho nhập rồi. Má em bà mới lấy cái giấy đi nhập. Rồi bà tưởng đâu con nhỏ này ai nghĩ đâu. Bà tưởng đấy. Chết nhưng mà không ngờ. Đấy thủ bên kia kìa. Đi kêu đi kêu cho. Đi kêu em nó giùm coi. Cô thấy Duyên bây giờ so với ngày trước thì như thế nào? Nó tàn quá trời luôn rồi. Đó đẹp chứ đâu có tàn cỡ gì đâu. Nhỏ nó cũng rất là đẹp. Hôm nay cô nghe tin là chị Duyên về Việt Nam ấy, cảm xúc của cô như thế nào? Con về thì mừng gì chứ. Sao giờ tưởng nó chết không, không bao giờ nghĩ sống đâu. Lâu rồi không có liên lạc gì được, nghe mà má mà nói cũng được luôn. Ăn lẹ lẹ đấy. Em mới làm thử. Em đứng mặt ra đi. Đây là cái người mà chị Duyên muốn gặp thứ hai nè. Đến bà Sáu. Khỏe Sáu. Khỏe Sáu. Đưa nước thôi, đưa nước cho em. Đưa nước cho em ăn. Đường hay chị Tim? Tim. Năm đi cho đường ha. Bà chị... ai đây? Năm đi cho đường. Bà Sáu, ở Sốt, nhà đường đó. Bà Sáu, nhà đằng kia. Bà Sáu, nhà là con giả. Bà Sáu cứ nói là Duyên ngày xưa là xinh gái lắm. Tao cười nghe kêu nó là con đen hả? Đúng vậy đó. Đúng vậy Tư. Phải vậy Tư mày bà kia. Chị biết em không? Dạ chị biết. Cái này Tú con của chị mấy năm á. Tú chị đó, nhớ hả? Đây nè em. Thôi về nè, con ở với dì, con rồi nè, với mẹ rồi đi ở đây. Ở đây thì có gì con ăn nó thấy chứ không? Có chiếc xe đẩy nó kéo kéo. Ở đây dù mà con có đói gì nè, ở sớm rồi cũng cho cơm ăn. Có chiếc xe nè, tối nay rồi bắt đầu giá tỷ dụ con về đi, khỏe vẻ con đi lượm ba cái sắt cũng có tiền con ăn nữa. Con như ý con đẩy xe đi. Ở đây nè, giờ sớm mình rồi không có sao chứ, không có đói đâu gì đừng sợ. Giờ đây giống người ta giúp đỡ cho mình, không có đói đâu sợ. Đi bởi chi mà cho cực khổ. Sau gần 20 năm rồi, chị đi trở về quê hương thì tất cả hàng xóm mọi người đều luôn che chở bao bọc cho chị. Thì các cô, các chị ở đây đều nói với chị rằng là ở đây đi, không có đói đâu mà sợ. Ở xóm mình thì ở quê mình thì cũng dễ hơn bên xứ người ta. Con ở đây đi, con không có sao đâu, đừng có sợ, đừng có nghe lời ta đi nữa. Đừng có đi nghe, đừng có nhớ, gì có nhớ chồng rồi. Có gì, đúng đi nghe. Thì bây giờ cũng đỡ là gì mà con đi đâu.
đi rồi chồng nó chắc quấn cái dưới này đi qua bển rồi không biết đường đâu mà ấy nha. Chồng quấn chứ lắm mà dạ cố luôn nước bì đâu quánh chấm tươi từ nào bao giờ nước cũng buồn không có ai coi nó bển đâu. Như lúc nãy tụi em có chia sẻ đó là chị cố gắng sống ở đây tốt rồi mai mốt nhà nước cấp giấy tờ đó thì chị sẽ qua bảo lãnh chồng của mình về. Chị đừng có lo. Không đợi lãnh chồng rồi nó có đâu mà. Sao hai chị em gặp nhau bao nhiêu năm rồi? 10 năm rồi đó. Đâu đâu thất lạc rồi 20 mấy năm rồi. Nhưng mà 10 năm rồi nó thất lạc rồi. Chị đi từ lúc lớp 6. À đúng rồi, đi lúc bắt đầu đi là nó còn nhỏ nữa nè. Bắt đầu đi là nó 9 tuổi là bây giờ là nhiêu tuổi rồi? 29 rồi. 21 năm đúng rồi. Đúng rồi. Mẹ nói đúng rồi, đi lúc này 9 tuổi rồi 21 năm. Lúc đó là em có đi tìm chị Duyên với bà ngoại đúng không? Hồi đó bà ngoại như thế nào kể cho cô bác anh chị nghe đi. Hồi đó đi tìm cho. Bà gần chết nè, bà đi kiếm cái hoài gì, bà hỏi bà kiếm cái hoài gì. Trời ơi, chị hai vậy. Lâu nay vậy em ôm nhau một cái đi. Đúng rồi, bao nhiêu năm rồi? 20 năm rồi. 20 mấy năm rồi ha. Trong dưới của anh thì chị gái như thế nào? Sao? Ừ, là... nó đẹp hay là nó xấu? Ở đó nó đẹp lắm, nó có da nó hoạt vậy. Nó chị đang ngoài. Chồng do trắng chứ phải như đen mà. Đây là gì đó? Vậy cô nói gì thứ năm? Chị Nam, chị Nam đây. Đang đẹp nữa, cũng kêu tên đẹp nữa. Duyên nó về rồi nè, ra trăng. Vì chăng nhìn chăng ra không? Chị đâu có chị? Biết nhìn chăng ra không? Biết rồi. Biết chị không? Nhớ chị không? Chị mập á. Chị nó ở chung với nó quên luôn nữa rồi. Chị nó coi clip nó khóc quá trời khóc quá luôn. Trời nó điện nè, nó nhờ rồi nó qua đây phong này nè. Nó đi làm trên Đồng Nai. Là trên Đồng Nai xã Tam mà bà ngoại này về nè, xã Tam bà ngoại này về tới giờ là không ai còn một mấy ngày nữa chứ nhiều để về tới xã Tam nè. Kịp không? Kịp xã Tam rồi đúng không? Dạ, vậy thôi thì mai mốt gì đó đem thang tang thời ngồi đi. Khi nào mãn tang ngồi thì tháo tang ra. Cũng may mắn đó, ha. Người ta coi cái clip gì đâu mà người ta quá trời không bụi đâu không bụi bây giờ là thưa ông. Rồi giờ cũng cảm ơn mấy chú trước ha. Quá như là mấy ngàn nghìn đó. Rồi giờ nhờ mấy chú đưa về đây rồi được rồi thôi mẹ nó cũng mấy gì nó cũng mừng lắm rất mừng ơn mấy chú nhiều. Cũng cảm ơn mấy chú nhiều tại vì sớm này khổ quá trời khổ rồi giờ thấy tôi nghiệp quá giờ chú mấy chú đưa về sớm vậy cũng ở đây cũng mừng dữ lắm. Cũng thấy tội nghiệp đến ruột đến gan luôn. Này con chia sẻ cho cô với mọi người rõ là nếu mà nó kể về câu chuyện của chị Duyên á, nó dài hơn cả cũng tiểu thuyết luôn á. Qua bên đó bán qua quán này bán qua quán nọ mà sẽ phải mất một ngày trời để tua lại hết cái quãng đời 20 mấy năm. Cái ngày mà gặp bên xứ Campuchia á, chắc mấy cô xem hình ảnh đó cô biết rồi. Nhạc ve chai bên đó không phải như nhạc ve chai ở Việt Nam mình. Người ta đấu thầu, có nghĩa là theo có một cái lãnh địa thế giới ngầm vậy đó. Chị Duyên chỉ được phép nhạc ve chai lúc 5 giờ chiều cho tới 7-8 giờ tối. Rồi phải nhường cái suất hát cho người khác nhạc. Mà nhạc lóng vô là tao đánh chết luôn á. Rồi á, hôm nào mà nhạc được nhiều ve chai á, thì hôm đó không được ngủ. Thức, ban đêm phải thức, sợ người ta lấy trộm. Mà nhạc nhiều quá người ta biết được nhạc nhiều quá người ta cũng lấy luôn. Làm sao mà ngày nào cũng đi nhặt ve chai đủ để ăn thôi, đủ để mua được 3 hộp cơm để ăn thôi. Khổ như vậy chứ không phải như Việt Nam mình. Mà để về Việt Nam chỉ còn khoảng 100 đô, 200 đô thôi, khoảng có mấy triệu bạc à. Mà không có nổi, hai mấy năm bám chân mình đó xuống. Đâu có tiền đâu về sức. Bây giờ làm ra ngoài được rồi cũng không có tiền về sức. Không có cơm ăn đâu, giờ tiền đâu về. Tiền đâu về được. Khổ lắm không? Mình thấy còn nhặt mập. Mà hai người mà chị Duyên muốn gặp nhất ở đây đó là em trai với mẹ.
Lúc mà vừa mới đặt chân đến Việt Nam là em trai đâu, mẹ đâu liền à? Hỏi liền à? Bây giờ gặp được rồi. Vui ha. Dạ đặt này đừng nghe lời ai đi nữa, giậm cái qua bển chết luôn, không biết đường đâu kiếm á. Vừa bển luôn, cứ lại chờ chết luôn. Cộng đồng mạng gì mới có luôn, nó về giúp tôi. Muốn lên cộng đồng mạng rồi tìm đâu về. Giấy tờ không có ai cho qua mấy cái cửa khỏi. Mấy người cộng đồng mạng ta đi gì nè. Rồi sao hôm quay cái chân rồi lụm đó. Sao tìm đâu về. Nghĩ đi, cơm ăn không đủ, làm gì mà có mấy triệu bạc mà về. Chị mở hôn chồng chứ quá thì để từ từ đi, rồi ổn định ở đây đi, rồi làm chồng về. Bây giờ như thế này, thông tin cho chị Duyên yên tâm luôn nha. Thông tin cho cô được yên tâm luôn. Nay mai em làm giấy tờ cho chị, hoàn thiện giấy tờ Việt Nam. Cho nên chị phải an cư ở đây. Nay mai em sẽ tìm cái kế sinh nhai, kiếm cho chị một công việc nào đó. Nó không có phải cực khổ như vậy nữa nha. Chị sẽ có một cái vốn. Ngày mai em sẽ gặp chị và chị sẽ có một cái vốn để chị tiếp tục một công việc nào đó, có thể là buôn bán. Là buôn bán làm ăn làm lỡ từ đầu cuộc đời á. Tôi em sẽ hỗ trợ một cái vốn cho chị. Còn riêng người chồng của chị á thì hiện giờ chị mong ước điều gì chị nói luôn em. Mong chị chồng em tha thứ cho em chốt bỏ Việt Nam một cho nó biết. Đâu, chồng em, là tha thứ cho chị với em là trốn về Việt Nam cho chồng biết. Chồng tha thứ cho nó. Tha thứ là bỏ chồng về Việt Nam, xin chồng nó tha thứ. Chốt chồng đi. Vì em, chồng em bị không bình thường như người ta biết. Không được định. Bây giờ mà như mà em còn bỏ chồng đi về Việt Nam mới không thể, không được có ai bên cạnh. Vậy chị em nè, mà chồng có chỉ đó bị khùng vậy đó, mà bây giờ chỉ có bỏ về Việt Nam rồi không có cho chồng chỉ hay. Bây giờ như thế này nè chị, chồng chị á, em biết rằng như thế này nè, anh ấy thì bị mất trí nhớ, anh đều không biết được điều gì hết á. Cho nên tụi em quyết định là đưa chị về trước. Trong thâm tâm của tụi em là muốn đưa cả hai về luôn. Tuy nhiên thì những cái ngày cuối cùng khi mà quyết định đưa chị về thì xảy ra những cái sự cố. Đó là anh cầm cái ống sắt đi kiếm chị đánh. Cái ống đó mà đập đầu chị là chị cứ có bỏ mạng thôi. Bệnh gì rồi sao? Anh không nhận thức được. Bây giờ nếu như anh xem được đoạn clip này, nếu như anh có dịp xem được đoạn clip này thì chị nhắn cái gì trực tiếp cho anh đi. Cúp điện thoại. Chị nói đi. Mông chờ, mông hà thứ con, mông bánh hà thứ con, biết nói gì giờ. Nếu ngày xưa anh không gặp con, không nói con, anh đâu cũng bị khùng. Anh đâu phải lúc nhớ, lúc tỉnh. Vậy là ngày xưa là anh bảo vệ cho chị, rồi anh bị đánh là bị đánh thần kinh nó không ổn định như bây giờ luôn. Với điệu đó phải không? Dạ. Có hồi xưa cũng như là chồng của nó là bảo vệ nó bị đánh rồi giờ họ bởi vì thần kinh nó không được ổn định. Bây giờ vậy mình tóm gọn cho mấy cô bác anh chị được hiểu á. Lúc mà người chồng còn minh mẫn á là chị Duyên bị đánh đập liên tục và anh đó đứng ngay đỡ rồi bị người ta đánh đến mức mà cái anh đó tên gì ạ? Anh Địa đã phải đỡ đòn cho đến bây giờ mất trí nhớ luôn. Thì chị có mong muốn là anh về Việt Nam không? Nhưng mà điều tụi em đáng lo á, điều mà tụi em đang lo hiện giờ á, anh về rồi anh tiếp tục cái việc mà kích động lên thì sao? Nó bệnh dễ mồm về sao được con ơi. Nói chuyện ngọt nào, nói chuyện đàng hoàng an ủi. Sao đừng có nạt ngang. Nói chuyện mình nó sợ tiếng nạt ngang với mình la làng la là nó ngồi mới sợ quảng sợ lên cái gì nó cũng cầm cái gì lượm. Nhưng mà nói chuyện nhỏ nhẹ đàng hoàng nó. Chị biết thông tin của anh ở quê quán rồi, tuổi tác rồi sao không anh? Của anh Địa nhà của chồng ở Mộc Hóa. Mộc Hóa, Long An. Tuổi cũng hai mấy. Tuổi hai mấy? Chắc có tuổi hơn. Chạm coi đó.
Như thế này anh Địa ơi, trước hết là em cũng xin lỗi anh vì hôm nay em đưa chị Duyên về. Tụi em giấu anh, không cho anh biết là giờ giấc của chị Duyên về Việt Nam. Vì em sợ là anh bị kích động. Tối thì còn nổi. Em ơi, bà có phim đi đâu, đừng có đi, đừng có đi. Nó nghe người ở sớm thì nói, nó con chắc con Việt Nam bỏ nó. Mấy bữa nay nó có anh con. Rồi đứng lưng lĩ, kêu đừng có đi, đừng có đi. Có đi đâu, có đi đâu luôn hùng quá rồi, ngủ cho nó ngủ. Ngủ hồi sáng, chạy lên nhà ông bà. Xong chị về ổn định thời gian thì chị là người sẽ bảo lãnh. Chị hiểu ý rồi em không? Dạ hiểu. Chị phải ổn định cái việc làm ăn. Rồi em sẽ tìm cách rước anh về và chị là người bảo bọc anh. Được chưa? Không được quay ngược lại Campuchia vì nhớ anh nha. Dạ. Hứa nha. Dạ hứa. Ok. Rồi hôm nay thì em chỉ ước mơ là chị về quê hương. Dù chị có chết ở quê hương thì chị cũng mãn nguyện. Và cái điều mà em muốn là chị tiếp tục sống thật tốt nha. Và thêm một cái việc nữa em muốn chia sẻ với chị như thế này. Mẹ chị, không biết trước kia là mẹ chị như thế nào, nhưng mà khi mà mẹ chị gặp tụi em, mẹ nói rằng là mẹ bỏ cuộc sống hiện tại của mẹ, mẹ về lại cái căn nhà này, mẹ về lại với con. Coi như là mẹ cũng muốn là sống với chị một thời gian. Hôm bữa giờ là mẹ ở đây suốt á, ngồi ngóng chờ suốt á. Dắt con nhỏ vậy đó luôn rồi. Tí nữa. Thật ra thì đi với một cái khoảng thời gian khá lâu, thậm chí là ngoại tìm chị cho đến mất luôn. Thì biết ngoại mong chị trở về quê hương đến giường nào rồi. Và tụi em đi tận cửa khẩu để rước chị. Thì tụi em chỉ muốn rằng là chị về đây tái thiết lại một cái cuộc sống mới. Sau đó thì ổn định, chị sẽ rước anh về sống ở trên đất nước Việt Nam. Dù sao thì mình vẫn là người Việt Nam. Mình lớn thì mình mất ở trên đất nước Việt Nam. Chứ xứ lạ quê người thì nó có những... xứ lạ quê người thì đâu biết sao đâu. Hay chị ha? Chị hứa với tụi em nha. Và em với lại em Phong Bụi, Mạnh Thường Quân hỗ trợ sẽ cho chị một cái vốn để làm ăn, để cho chị có một cái cuộc sống ổn định, giấy tờ ổn định. Sau đó chị sẽ rước anh về. Hứa với tụi em. Thật ra thì em chia sẻ với chị như thế này. Tối đêm qua tụi em ngủ không có được. 4 giờ thì Phong cũng đã thức dậy rồi. Hai anh em cứ trằn trọc là không biết là cái công việc mà rước chị nó như thế nào. Thậm chí là 4 giờ mấy hai anh em phải chạy xe đi lên cửa khẩu. Và hai anh em lo đến nỗi là buổi tối, sợ tối, 8 giờ tối mới rước chị về được. Thì hai anh em cũng chỉ bị đèn để mà rước chị về trong đêm. Nhưng mà may mắn là chắc có lẽ là hương hồn của ngoại chị á đã phù hộ cho chị về đến nơi được an toàn. Đó là cái di nguyện cuối đời của ngoại đó. Thì mong chị ở lại Việt Nam nha. Bây giờ con nói với mấy chú gì đi con. Chú hết làm sao bây giờ? Xin cảm ơn Mạnh Thường Quân rất rồi. Giờ cũng hai anh đó. Giúp em từ Campuchia về đến Việt Nam, về với gia đình em. Em cũng hứa là em sống ở tại Việt Nam, tại gia đình em. Chị rất khuyên là em kiếm hơi thở cuối cùng rồi. Cảm ơn mấy chú sao? Giờ, mấy chú cực khổ quá, mấy chú bây giờ thì Duyên cũng mệt rồi. Thôi bây giờ cái để cho Duyên có một cái không gian riêng tư với lại gia đình. Thì vào ngày mai thì anh em mình sẽ quay trở lại heo không ha. Để cho hai mẹ con có thủ thỉ với nhau. Tại vì cũng ngần ấy hơn 20 năm rồi. Xa lắm rồi. Bây giờ mình xin tạm kết thúc clip này ở tại đây nha mọi người. Và xin hẹn gặp lại ở vào clip sau. Sáng mai tụi em sẽ quay trở lại nha. Rồi hai mẹ con cứ nghỉ ngơi tâm sự trong bữa cơm tối hôm nay đi nha. Hẹn gặp lại nha. Hẹn gặp lại nha. Cảm ơn nha. Cảm ơn mấy chú luôn. Cảm ơn mấy chú vậy á.